Vị hình thức huy động vốn như hợp tác kinh doanh, góp vốn với lãi suất cực kỳ hấp dẫn đang nở rộ, đang khiến cho không ít nhà đầu tư dễ dàng bị mắc câu. Mới đây, bằng hình thức thông qua kêu gọi góp vốn mua bán bất động sản, một nữ quái chín x ở tỉnh Quảng Nam đã lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng của nhiều người. Thưa quý vị, ngày 22 tháng 12, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự vừa ban hành thông báo tìm bị hại liên quan vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức đầu tư bất động sản do cô gái 29 tuổi ở huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam thực hiện. Trước đó, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Thi Thị Thu Ái, sinh năm 1993, trú xã Bình Lãnh, huyện Thăng Bình để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo điều tra năm 2022, Ái kêu gọi góp vốn đầu tư bất động sản trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và Đắk Lắk trong thời gian 7 đến 10 ngày để hưởng lợi cao. Tin lời nhiều bị hại đã chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của Ái để đầu tư và bị chiếm đoạt. Thực tế, Ái đã sử dụng số tiền này để trả lãi vay nóng của nhiều người và trả lợi nhuận cho chính các bị hại tin lời. Qua điều tra ban đầu, số tiền giao dịch qua tài khoản ngân hàng của Ái thông qua hình thức trên là hơn 10 tỷ đồng. Để phục vụ điều tra phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Quảng Nam, đề nghị ai là bị hại nhanh chóng gửi đơn báo cáo hoặc đến trụ sở công an cảnh sát điều tra công an tỉnh, số 19 Trần Hưng Đạo, phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ để được giải quyết. Vụ việc chê một lần nữa là lời cảnh tỉnh cho nhiều người đừng ham lợi nhuận, muốn làm giàu nhanh là ít vốn mà dễ dàng rơi vào bẫy của những đối tượng xấu. Không muốn làm mà muốn có ăn, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hy vọng cơ quan chức năng sớm giải quyết vụ việc có một bản án thích đáng đủ sức gian đe dành cho các đối tượng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức kêu gọi vay vốn như thế này